Đọc này cho mẹ nghe nè, chị qua chưa? Rồi. Rồi con đọc. Nhông nhông, ngựa ông đã về, cắt cỏ bồ đề cho ngựa ông ăn. Đâu chữ nào là chữ ông, đâu trong này chữ nào là chữ ông? Cái mấy cái cục xanh xanh này như nào chứ ông? Nhông nhông nhông, ngựa ông. Đây mới là ông nè. Thế con đánh dần cái cục này coi. Nhông nhông, ngựa ông. Người con đánh dần cục này coi, cục này là cục gì đây? Chữ này đánh dần cục này coi. Cục này cục gì? Cục này là cục... Không, cục này là cục cức. Cức cục bò. Cục đéo gì mà dạy cục... Nhông nhông nhông. Chó nào dạy giáo dục phải cắt ngu dốt. Rồi, đưa cái cục ra coi. Chữ này hả? Đọc cục này coi. Nhông nhông nhông. Đây mà nhông nhông à. Nhờ đâu nhông đâu. Bóng bóng bang bang lên ăn cơm bàn. Ta lộ cơm vàng, cơm bạc nhà ta. Chữ nào là chữ ban đâu? Chữ ban. Trong này chữ nào là chữ ban? Đây mình nghĩ cái chữ ban. Bọng bọng ban ban. Chữ ban đây nè. Hai cục này là ban á hả? Hai chữ ban rồi mà. Rồi sao chữ này là chữ bóng, hai chữ này là chữ ban. À, chết rồi, trời trời, chết mẹ rồi. Học hành kiểu này cắn lưỡi rồi, đọc mày coi. Đọc cái cục này mới ghê nè. Cục này làm gì ghê được. Rồi đọc coi. Thì nó vẫn là. Rồi đọc đi. Cục thường đi. Cục thường thôi hả. Rồi đọc đi. Rồi. Hoa thơm thơm lạ thơm lù. Thơm cành thơm rễ người trồng cũng thơm. Trời ơi. Nè hỏi chị thơm đi con không biết đâu nha.